Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích Bitcoin và Algorithm Price Option. Thời điểm này Nhật Hoài thấy được một cái sự rất là hỗn loạn trên thị trường cryptocurrency. Gần như là tất cả những cái đồng coin đều đi theo cái ý thích riêng của nó, mà nó không có đi theo một cái hướng chung của toàn thị trường gì cả. Và dĩ nhiên cái đồng mà coin mà chúng ta cần phải dùng ra ha, chúng ta cần phải dùng nó để mà chúng ta làm một cái dấu chỉ điểm quan trọng nhất cũng cho toàn thị trường crypto, đó chính là đồng Bitcoin. Còn những cái xu hướng của những đồng altcoin còn lại thì nó mang tính rất là cá nhân của nó. Nó không có thực sự là mang cái tính dấu chỉ điểm của toàn thị trường. Bây giờ chúng ta cùng đánh giá cái đồng Bitcoin và một số những altcoin tiêu biểu, xem những cái giao dịch của chúng ta như thế nào và chúng ta có nên giao dịch ở cỡ thời điểm mà thị trường hỗn loạn này hay không. Bây giờ chúng ta cùng đi vào video thôi. Ok, trước khi vào video thì anh chị bấm ngay cái nút subscribe kênh YouTube và cái nút bấm cái nút mà quả chuông kế bên để mà Hoài ra video mới thì anh chị có thể xem ngay lập tức nha. Cũng như là để lại cái comment một cái thị trường mà chị cần phân tích bên dưới video này, hoặc là một cái comment tôi quan tâm để thể hiện sự quan tâm của anh chị về thị trường crypto cũng như là về những cái video mà phân tích của Nhật Hoài. Bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào cái biểu đồ Bitcoin nha anh chị. Ok. Với một cái setup biểu đồ rất là quen thuộc mà Hoài luôn sử dụng, đó chính là đường EMA 21 chu kỳ. Đấy, mở cho anh chị xem nha. Đấy, chính là đường EMA 21 chu kỳ, chính là cái công cụ chính để mà chúng ta xác định và để mà định hướng được cái xu hướng thị trường hiện tại là xu hướng nào. Thì cái nguyên tắc với đường EMA 21 rất đơn giản. Khi mà giá giao dịch nhất quán bên dưới đường EMA 21 và đường EMA bản thân chính cái đường đó nó cũng dốc xuống thì chúng ta có xu hướng giảm. Khi mà chúng ta những cái thanh nến này nè, những cái thanh nến biểu đồ giá nó giao dịch nhất quán bên trên đường EMA 21 và nha anh chị, và cái đường EMA 21 nó dốc lên thì chúng ta có xu hướng tăng. Và khi mà chúng ta thấy không có rơi vào hai cái trường hợp đó, đó khi mà đường EMA 21 nó phẳng ra, nó nằm ngang ra và nó bị giá cắt lên cắt xuống liên tục, thì đó là thời điểm chúng ta có một cái giai đoạn thị trường đi ngang anh chị, đi ngang. Thì với thời điểm hiện tại anh chị thấy nè, những cái cụm nến này nó đang giao dịch nhất quán bên dưới đường trung bình nè, bên dưới đường trung bình, và cái đường trung bình nó cũng đang dốc xuống. Thì chúng ta về lý thuyết chúng ta đang có một cái xu hướng giảm, đúng không ạ? Đang có một xu hướng giảm, nhưng cái xu hướng giảm này, cái động lượng giảm của nó không có được mạnh mẽ, thể hiện qua cái việc là những cái thanh nến giảm nó không có đâm thẳng xuống, và cơ bản là những thanh nến chúng ta đang nằm trong một cái cụm tích lũy chứ không phải là một cái đà giảm mạnh mẽ. Và cái đường EMA cũng đang cái kiểu là nó xuôi xuôi chứ không phải là nó dốc xuống một cách hoàn toàn. Thì cho nên chúng ta nói thời điểm hiện tại thị trường á, là đang nghiêng về cái thiên hướng giảm nhiều hơn, nhưng mà cái xu hướng giảm thực sự nó vẫn chưa thành lập nha anh chị. Cái xu hướng giảm mà được thiết lập hoàn toàn một cách rõ ràng á, thì chưa thấy. Bởi vì sao? Rất đơn giản, bởi vì nó còn nằm trong một cái hộp đi ngang nè. Đó, phần lớn những cái thời điểm mà thị trường nằm trong cái hộp thì chúng ta coi nó là thị trường đi ngang. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, khi mà nó nằm trong cái hộp nhưng mà cái đường những thanh nến á, lại nằm dưới đường trung bình, thì chúng ta nói thị trường đang đi ngang nhưng nó mang thiên hướng giảm nhiều hơn. Và nó đang bị chặn lại bởi một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng quanh cái vùng 38.000, là chính là cái cạnh biên dưới của cái hộp này. Cho nên Hoài nghĩ thiên hướng của Hoài trong thời gian tới với Bitcoin là nó sẽ tiếp tục di chuyển tích lũy bên dưới cái đường trung bình và bên trên cái biên trên của cái hộp này. Đó, bên dưới đường trung bình và bên trên cái đường dưới của cái hộp. Thì đây chính là một cú nén rất đơn giản, đúng không ạ? Đây một cách tự nhiên, đây chính là cú nén với đường hỗ trợ. Với đường hỗ trợ thì về lý thuyết anh chị hoàn toàn có thể đợi một cú nén với đường hỗ trợ này. Cái cú nén nó sẽ tích lũy như thế này, đó, nó sẽ tiếp tục tích lũy như thế này cho đến khi nào cái đường EMA nó tiến sát rất sát so với cái đường hỗ trợ ngang nè, và cái khoảng trống nó không còn khoảng trống giữa hai cái đường này nữa, chứng tỏ là cái cú nén này đã tích lũy đến gần điểm cuối rồi. Thì khi mà cú nén nó tích lũy đến cái điểm chín mùi thì chúng ta có thể vào một cái lệnh bán khống để kỳ vọng một cái đà giảm mạnh mẽ xuống bên dưới của Bitcoin. Đó chính là về lý thuyết nha. Nhưng trên thực tế anh chị thấy ở bên trái chúng ta có thêm một vùng hỗ trợ ở quanh cái vùng đáy này. Quanh cái vùng đáy này là quanh cái vùng mà 34.000 nè. Cho nên trước khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu chốt lời thấp thấp như thế này thì nó cần phải vượt qua thêm được một cái vùng hỗ trợ nữa là 34.000. Cho nên cái đà giảm của Bitcoin á, nó cũng sẽ gian truân lắm anh chị. Thị trường bây giờ nó chưa tăng được, nhưng mà để mà nó giảm một cái đoạn đủ dài để chúng ta kiếm lời, bán khống để mà kiếm lời được á, thì nó cũng rất là gian truân.
Cho nên Hoài khuyến nghị anh chị thời điểm hiện tại, anh chị có hoàn toàn có thể vào một cái lệnh bán khống theo cái kịch bản này, nhưng khuyên anh chị nên giảm khối lượng 1/2 lại, hoặc là giữ nguyên khối lượng nhưng mà chúng ta chốt lời một phần khi mà giá chạm vùng 34.000. Đó chính là cái chiến lược chúng ta để giảm bớt rủi ro. À ha, ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái thằng XMR Monero. Monero nha anh chị. Đấy, với Monero là một cái đồng coin mà Hoài thấy là cái kèo nó sáng sủa nhất, kèo bán rất là sáng sủa trên thị trường crypto hiện tại. Giá nó vừa phá xuống khỏi cái đường xu hướng. Bây giờ tạm thời anh chị khoan để ý cái đường EMA 21 nha. Khoan để ý 21, chúng ta thấy giá nó break xuống đường xu hướng nè. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào cái đường EMA 21 là cái đường này. Thì nó cũng vừa phá vỡ luôn cái đường EMA 21. Thì khi mà giá vừa phá xuống đường EMA 21 và vừa phá xuống đường xu hướng luôn, thì chúng ta có được quyền vào một cái lệnh bán khống để chúng ta cuốn nén biến thể với đường xu hướng nha anh chị. Những cuốn nén thông thường với đường xu hướng thì hai cái đường này, cái đường xu hướng với cái đường EMA nó sẽ không có sát nhau như vậy. Nhưng mà trong những cái cuốn nén biến thể thì khi hai cái đường này nó sát nhau và nó đồng thời nó bị phá xuống hoặc là bị phá lên thì chúng ta hoàn toàn có thể vào một cái lệnh bán khống hoặc là một cái lệnh mua. Đấy, tại điểm hiện tại chúng ta có vào một cái lệnh bán khống ngay tại cái thanh này. Nhưng mà phải thấy nếu mà chị vào lệnh ngay tại thanh này mà cái dừng lỗ chúng ta đặt tuốt ở trên thì nó rất là xa. Chúng ta có thể vào lệnh ở hiện tại ha, hoặc là hiện tại là thấp hơn một chút xíu như vậy, chúng ta đặt stop loss phía trên cái cụm nến này thôi là đủ rồi nè. À vậy ha, chúng ta canh chút lời quanh vùng 160 hoặc là thấp hơn nha chị. Ok, để như là kèo cho thằng XMR. Toàn bộ thị trường bây giờ nó mang thiên hướng giảm nhiều hơn, nhưng một số đồng coin là vẫn chưa chịu giảm giá mạnh mẽ. Đấy, thì chúng ta có thể phân tích từng cái đồng coin một để chúng ta thấy được cái câu chuyện của nó. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích thằng Monero. Hồi nhầm, XRP nha anh chị, Ripple nha anh chị. Đây, với Ripple chúng ta có một cái kèo bán khống rất đơn giản ha. Một kèo bán khống khi giá phá xuống khỏi cuốn nén với đường xu hướng nè, đường xu hướng chúng ta vẽ lên vậy. Và anh chị nhớ nha, chúng ta không nhất thiết phải chờ giá phá xuống đường xu hướng chúng ta mới vào. Chúng ta hoàn toàn có thể vào khi giá chưa phá bỏ đường xu hướng, nhưng khi chúng ta thấy cuốn nén nó đã tích lũy đến cái điểm cuối, tức là đây chính là thanh nến cuối cùng nè, bắt đầu cần phải đợi tới thanh nến tiếp theo phá xuống chúng ta mới vào được đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể vào khi giá tích lũy đến điểm cuối và đóng cửa bằng một thanh nến giảm thì chúng ta có thể sell được rồi. Với kèo sell này thì Hoài không có vào, không có đưa ra tín hiệu cho anh chị ngay lập tức trong cái video tuần trước được, nhưng mà anh chị nếu theo dõi RP, anh chị hoàn toàn có thể vào được cái lệnh này. Và tới thời điểm hiện tại Hoài nghĩ ít nhất phải có được 40 lợi nhuận rồi anh chị nha. Bây giờ nếu mà chị chốt lời bây giờ là ok rồi đó, rất là ok. Giá nó được vừa phá vỡ khỏi cái hộp lớn rồi, nhưng mà nó lại tiếp cận cái vùng một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng quanh khu bên tay trái này đó, quanh khu bên tay trái này thì chúng ta nên chốt lời là được rồi, không cần phải chờ đợi thêm nữa. Ok, tiếp theo sẽ nói về thằng Litecoin. Litecoin nha, Litecoin đang nằm ở một khu vực cực kỳ nhạy cảm nha anh chị. Đây chính là cái vùng đáy rất quan trọng, 96, vùng đáy quanh vùng 96. Đây cũng có thể coi nó là một cái vùng đáy thấp nhất từ trước đến giờ rồi, thể hiện trên biểu đồ của Bybit rồi. Ok, khi mà giá tiếp cận một cái vùng đáy rất quan trọng như vậy, anh chị thấy nó quan trọng như thế nào? Bằng cách là chúng ta thấy nó tiếp cận nhiều cái cụm nến trước đó, tiếp cận nhiều cái đáy của cái thanh nến trước đó, thì rõ ràng đây chính là một cái vùng rất là nhạy cảm của thằng Litecoin. Cho nên Hoài nghĩ anh chị hoàn toàn có thể chờ đợi một cú nén ha, chờ đợi một cú nén với đường hỗ trợ này. Đó là theo lý thuyết nha, cú nén với đường hỗ trợ. Hoài nghĩ là chỉ cần khoảng 2 đến 3 ngày nữa thôi là cú nén này đã tích lũy đến điểm cuối rồi. Và vì lý thuyết chúng ta có thể bán khống khi giá đóng cửa và hoàn thành cái cú nén này, kỳ vọng cú phá vỡ xuống. Nhưng như Hoài đã nói, đây là một vùng đáy rất thấp, cực kỳ thấp nhất của thằng Litecoin từ trước đến nay. Cho nên cái kèo bán khống này nghĩ là cái khả năng nó đạt được một cái mức lợi nhuận tốt nó rất là thấp, khả năng thấp. Vì anh chị nhớ nha, khi mà giá tiếp cận đến cái vùng đáy mà thấp nhất mọi thời đại á, rất khó để nó có thể phá vỡ xuyên thủng được cái vùng đáy đó. Cho nên kèo này anh nghĩ là chị không nên vào, mặc dù về lý thuyết chúng ta có thể vào, nhưng mà thời điểm hiện tại anh nghĩ anh chị nên chờ đợi cái khả năng nó phục hồi từ cái vùng này và phá vỡ lên trên thì sẽ cao hơn. Cho nên Hoài nghĩ anh chị nên chờ đợi và chờ đợi một cái sự phục hồi để chúng ta có thể mua lên. Ok, Hoài sẽ nói về thằng Tron, TRX. Đấy, với thằng Tron thì
không có cái giao dịch nào ở thời điểm hiện tại chúng ta khởi vào được ngay lập tức, vì nó đang tích lũy bên trong một chiếc hộp đi ngang như vậy. Đấy, một chiếc hộp đi ngang thì sau một cái giai đoạn giảm giá dài nè chị em, đó, thằng tròn nó có một cái giai đoạn giảm giá rất là dài từ bên trái nè, thì tới bây giờ nó đi xem cái giai đoạn đi ngang, thì anh chị tưởng tượng xem cái giai đoạn đi ngang này chính là cái một vùng giá base, tức là cái vùng giá nền mà nó đang tích lũy để nó hấp thu toàn bộ cái lực cung từ bên trái, từ cái xu hướng giảm dài bên tay trái. Sau khi nó hấp thu toàn bộ cái lực cung đó rồi, và những con cá mập hoặc là những tay to bắt đầu mua vào và tích lũy quanh cái vùng giá base này, và khi mà nó break lên cái vùng giá base thì cái xu hướng tăng nó sẽ bắt đầu quay trở lại. Đó chính là cái chu kỳ của thị trường hết chị. Đây là chu kỳ giảm giá nè, rồi đây là chính là chu kỳ tích lũy accumulation. Sau khi nó thoát ra khỏi, nó break lên khỏi được chu kỳ tích lũy thì nó sẽ bước vào cái giai đoạn markup, tức là cái giai đoạn mà tăng trưởng. Thì cái vào thời điểm mà chúng ta mua rất là tuyệt vời đó chính là thời điểm mà nó phá lên khỏi chiếc hộp đi ngang này và tiến hành bước vào xu hướng tăng, chúng ta có thể tiến hành mua vào để chờ đợi một cái xu hướng tăng tiếp theo. Nhưng mà anh chị biết đó, rõ ràng để mà thiết lập được cái xu hướng tăng mà như Hoài nói như vậy thì nó cũng cần thời gian lâu lắm, nhiều bèo lắm, là phải cần cả tháng nữa nó mới thoát ra khỏi được cái khu vực này. Nhưng mà không ai biết được đúng không ạ? Nên kế hoạch của chúng ta thôi. Ok, đồng coi cuối cùng Hoài nói sẽ là thằng Neo. Đấy, thằng Neo. Thằng Neo này nó vừa phá vỡ khỏi cú nén với đường hỗ trợ nè anh chị. Đây cái đường hỗ trợ ngang Hoài vẽ nè. Đó, thì cú nén với đường hỗ trợ chính là cái giai đoạn mà những cái thanh nến nó tích lũy trong cái khu vực giữa đường xu hướng và đường hỗ trợ. Cái cụm này chính là cú nén với đường hỗ trợ. Và khi nó chuyển break xuống như vậy, về lý thuyết thì chúng ta có thể bán khống nha. Nhưng mà anh chị thấy nha, anh chị thấy để ý, nó vẫn còn một cái khoảng trống. Đây, đó chính vẫn còn một khoảng trống giữa đường hỗ trợ và đường EMA bên trên. Chứng tỏ nè, đây chứng tỏ là cái cú nén này nó chưa tích lũy hoàn toàn, gọi là đủ chín mùi. Này gọi là có thể nói là phá vỡ sớm, anh chị phá vỡ sớm đó. Đấy, anh chị xem lại cái bài Bofferman Transaction mà phá vỡ giả, lên search Bofferman Transaction phá vỡ giả là ra cái video của Nhật Hoài. Xem lại cái bài phá vỡ giả đó để chúng ta tránh những cái lần mà giá phá vỡ xuống như thế này. Rất có khả năng giá sẽ không có giảm ngay lập tức từ thời điểm hiện tại, và nó sẽ lên trên, nó sẽ tăng lên trên và nó chạm lại một lần nữa để chúng ta có thể bán khống xuống. Đó chính là thời điểm chúng ta mới bán khống anh chị. Thời điểm bán khống ngay thời điểm hiện tại là có vẻ là hơi sớm theo cái nguyên tắc phá vỡ giả. Ok, trên đây là cái video phân tích Bitcoin và Altcoin theo Transaction. Phương pháp chúng ta sử dụng là phương pháp của ông Scalper chuyên nghiệp, một nhà lướt sóng, nhà giao dịch lướt sóng chuyên nghiệp Bofferman. Và Hoài cũng đã dịch một cái quyển sách của Bofferman tiếng Việt nha anh chị. Anh chị muốn nghiên cứu sâu hơn về phương pháp này có thể đọc thật kỹ cái quyển sách mà Hoài đã dịch, để lên cái phần mô tả và cái comment đầu tiên. Hoặc là nếu chị lừa đọc sách, chị có thể xem cái chuỗi video Bofferman Transaction của Nhật Hoài. Thật sự rất đầy đủ và không có thua gì cái quyển sách đâu nha anh chị. Nào, sách thì nó sẽ có nhiều ví dụ hơn, nhưng cái video mà Hoài làm thì anh chị sẽ xem sẽ rất là dễ hiểu và chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Ok, xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận. Và nhớ bấm subscribe kênh YouTube cũng như là để lại comment tôi quan tâm hoặc những thị trường anh chị phân tích bên dưới video này. Bye bye, hẹn gặp anh chị vào video vào sáng ngày mai.